Xin chào cả nhà nha. Thì hôm nay mình sẽ vô nhà của bà ngoại. Thì hôm nay là đợt hôm qua nhà của mẹ bé Quyên có đám giỗ. Thì còn thịt để cho ngoại, thịt vịt heo xay. Thì hôm nay mẹ Quyên nói lên nướng cho ngoại ăn cuối tuần. Thì ngoại đang chuẩn bị ngoài rửa chén. Đó, thấy chưa? Bài thấy chưa? À, giờ là bài chén ơ rồi đó cho ngoại cả nhà. Đám cưới ngoại. Thôi đi vô nè, để cho mấy này nó làm đi ngoại. Thôi thôi, ta rửa cái vậy mà ta tắm luôn. Trời ơi. Bội à. Nãy giờ nào nhỏ tóc sâu hay vậy? Anh nhỏ tóc quăng con tàu. Trời ơi. Ngoại bao nhiêu mày còn lấy nước còn cạo trong đơn đẩy từ rồi á. Trời ơi, cái lu cha thì cái lu mụ nổi, cái lu mụ vậy. Hello, chị Kim cả chồng. Hello. Chào ra đi bán lòng tâm, trái lòng thòng ai dám mua. Ơi, bả rồi, ơi. Chào ra đi bán dưa môn, được trả trăm trăm. Dân tên ngồi giữa góc mông, chờ cho mà trăng lặn. Trăm trăm. Úc quý gì? Trời đất ơi. Trời chào tôi đi. Cái lô mẹ đây, cái lô mụ nội, cái lô mụ ngoại. Rồi là cày. Ngoại ngoại má ngoại nha. Cái chuyện này bí mật lắm. Ho. Ho hả? Ăn cơm. Ăn cốc, bắt cổ trai cốc, nuốt hộp cốc. Ủa nay con ngoại có chú cộng không mẹ? Có, luôn rồi cả đống ngoại. Chứ hai ngày liên tiếp là mất xã hội đó. Tiếp, hai ngày, ăn gì chơi không? Nhưng mà chuyện qua vô 4 triệu rồi nói. Rồi đã đáng, nát trái mà còn con chiếc trái được, sao? Qua hải miền bên kênh hải miền Tây gửi cho 4 triệu. 500 còn 3 triệu. Đưa cho ai giữ? Cái nuôi gì trẻ nuôi lâu rồi trời ơi trời đất ơi. Đừng chơi à luôn mẹ mày đừng chơi à. Cái lúc cha mày đừng chơi à. Mẹ sáng giờ tao chưa có ăn cơm. Ăn ba cái bánh bò uống cà phê không chờ tới bây giờ chưa nổi. Cái áo không có rồi nó chết. Nè ba chị gửi đó ai lấy ai giữ cho mày. Tôi quên nhận cho. Không nói. Cả lẩm cẩm. Nói đàng hoàng để gì nữa. Anh Hải miền Tây hỏi không biết à. Hải miền Tây chưa đưa ai. Hỏi chị ơi. Trời cái áo nói. Cái áo của ai à? Bây giờ nó rách đời. Cái áo của anh cứu. Mày. Trời không phải phải dùng tiền bạc chi nói chuyện đừng còn hỏi dùng tiền bạc chi ok đừng có hỏi tiền nè kiểu qua hỏi ai là vừa nằm ở đất mà nằm vừa lên đó mà dò mà gác tùm lum tùm la vô chưa giường kệ à hả ở trường bà mà ở trần ở trường bà ở trần kiểu qua mà cái quần mới lớn vậy ha cái giò thì mới gác lên cửa ha mình thì mới nằm sáng đó không cầm điện thoại ngồi coi gác vậy đổi chị á uống mẹ bà cha tôi được tôi hết nè không hết rồi cái điện trời ơi cái còn nói nát giải hơn trời đó nó hơn tôi rồi trời địch đua nha hai đứa cái nữa ở trong nó địch hơn tôi bà nội cha nó địch nó đè nó mũi tôi trời đó cái bà nội đó thôi địch mà đè nó ai thấy em cười ở trên rồi cháy quá từ cháy nhà trời ơi tôi đi đi luôn mẹ ra làm gì nướng ha làm gì mẹ ai biết ở chắc cô hành rồi được xào hộp vịt xào hộp vịt ha xào đó xào chung với hộp vịt luôn vậy thịt đó hả ăn cơm ăn bún dạ cơm chứ không ăn bún à ngoại đó bún đau bụng ai nói bụng Quyên cũng không có nói đâu mẹ Quyên giờ tôi cũng nói đau bụng hồi nào đâu đó tụi bay ăn bún cái tao nấu cơm tao ăn vậy mà chịu à ăn cơm ngoại đang bún đau bụng
cô bác nghe thử coi, ba bên bóng dưới nghe thử coi, ăn bún mà đau bụng. Lấy heo quả xuống mua bún ăn không mày? Heo đâu? Không có, này con heo đâu rồi, mới để tiền đó đó, chứ không có ở con heo. Ai à, lấy là vô ăn nghe đây. Mẹ con riêng à. Trời ơi, lấy có rồi xài đi, không xài, để nó hư. Giống pin như chưa mẹ? Không sao, rồi giờ nó chảy nước luôn rồi nè. Gỡ ra để hư á. Lấy học, cả năm rồi là ta tôi đi. Trời ơi, gỡ pin ra đi để hư á. Ngoài không xài nó hư á. Lấy pin bạch bỏ đi. Bắt sóng. Cái đài ra ra của mấy thằng mà đi đánh á. Làm mà cắt được cái lâu quá, cắt được cái lâu quá. Rồi tôi đã chỉ cho tôi một cái lâu quá, cắt được cái lâu lâu quá. Ta đã hậu anh em ai sửa ra lâu à? Hồi chỉ sửa cho ăn thịt cũng nổi này rồi, không có lấy lợi rồi, nó quậy. Xa bả nó không kêu mà lại gần nó kêu. Rồi, tới tụi mình. Trời ơi, không nó cười vậy nè. Cái mẹ bà cha mày đừng ra. Trời ơi. Trời ơi, nó là gần bắt sóng ghê lắm nè. Trời ơi, sao nó không kêu nè, bà lắm ra bà nghe nè. Ông ra cùng tôi đi, ông hỏi. Từ đây đưa máy đây. Bể của người ta đó, người ta tặng cho ngoại đó. Tôi bắt rồi, cái một cây mà hợp ra về. Hợp bên con giữ nè. Nấu ăn đồ uống. Tháo pin ra nha. Đạo nấu cơm hay không? Ngoại, Ngoại, tháo pin ra nha. Rồi tháo pin bỏ đi. Để chứ ngoại để nó chảy nước hư cái máy này đó. Cả năm rồi. Còn tháng 10, giá tháng 11 tới giờ. Trời ơi, ướt rồi nè. Mềm không? Không, nó bị ướt á, ẩm ẩm rồi. Con sao được? Lau chùi cái đây thật đây. Để lại cả. Thôi ăn nó chào lau miệng đấy này, chua pin nó ăn gì hồi bé. Luôn mẹ mày lấy con cái cầm nha. Ai cho? Nó cho ba cái cầm tay. Thấy chưa? Trời ơi, thằng tao mình nó bị mình nó chừng gửi cho cái tủ đựng quần áo, tủ đựng tiền luôn. Đựng vàng, đựng cu, đựng đá gì, hả trời ngồi sang. Có mẹ đây không mẹ? Không có, chưa, nó chưa lên. Đã làm gì đây? Ai hung? Ông ngoại hung phải không? Bầm hả? Là bầm chứ không bầm hả? Nè, ông ngoại hung. Ủa, cái nồi của con ngoại đâu này? Đó, bạn lên đó cái nồi nấu cơm này bao nhiêu lâu quá sao nồi chén thôi mày lâu bằng hai đồng hai trăm hai đồng ít thôi hai đồng luôn hai đồng còn đi quán đồng. À đâu gạo thạp bên dưới đất ra mày nấu ít thôi đừng nấu nhiều quá ăn không hết đâu chữ này mấy chữ này hủy xong rồi chẳng làm ai cũng hủy xong rồi eo á eo nội tao cái eo mà eo ghé cái thùng mà cái bụng mình như tấm tấm trầu vậy. Chị á, đứt chân nó đau vậy. Đau. Nó còn nhỏ, nó chịu không được rồi. Giặt cái đầu nhọn nhọn, đang lủi thịt. Tao đã có mình đừng. Nấu hai đồ ngon vừa vậy. Đó. Trời đất coi thì ba chạy mặt luôn. Rồi thôi đi chị ra đã cái nói chuyện đốc bằng mụn nội mày. Xúc quậy quá. Trời. Là tao nói chuyện với nó anh Trung rồi. Thời sự. Nấu cái gì hồi hôm. Hồi hôm 9 giờ còn ở đây. Giờ này nấu cái gì nữa. Nó ra về 10 giờ à. 9 giờ rưỡi nó về tới dưới á. Con giữ nhà nó ở dưới á. Con nhắn ở trên máy á mà không ai đọc được hết á. Trời ơi. Ngoại ướp một thịt đi. Làm sao giờ chưa có xong cái này nè. Không ạ. Tao có ướp, tao đâu biết gì là ướp. Rồi. Thấy không ngoại? À. Ừ cái nắp đó con. Ngoại cái nắp đó không? Đúng rồi. Nấu nồi cơm mình á. Lâu quá hả mà đâu nấu cơm. Ướp đi gạo. Bỏ đường, muối vô bỏ. Đưa tạp con miếng rồi.
muối vừa ăn chưa hai lần hút đâu cái mặn chát như kho cái hả Trăng à. Đưa ngoại nếm thử coi. Phải tao muỗng không múc muỗng miếng thôi. Đưa ngoại muỗng múc muỗng. Lấy cái bột qua. Ướp là trộn vô ra. Bột gì? Bột bột chiên giòn mà. Vừa chiên giòn. Chiên giòn nó ngon chứ sao. Ở từ bây là tây u. Nêm con ba vừa không? Không vừa đâu con ướp lại. Tao không phải con mèo mày đi ăn đồ sống mày. Dạ, tao con à. Tao con chuột mừ. Mày cái gì? Con chuột. Mấy con ấy à? Hả? Thôi đấy. Anh mày không? Nhiều thịt đó mà trộn gì có nhiều thịt. Trời ơi, thịt nhiều quá mà có nhiều củ hành nữa mà trời. Củ hành nhiều thơm. Ăn đi cho địch. Củ hành. Ngoài có kho nách không? Củ hành đi tỏi ăn tốt lắm. Ngoài có kho nách không? Thúi nách cho ngon. Cái mày thúi nách quá mày biết tại sao cứ hỏi tao hoài. Ủa sao nay mặc đồ gì lịch sự vậy kìa? Sự gì? Đâu tóc sâu mày nhiều không đang nhỏ cho? Không trời ơi. Ủa mẹ nó nhổ tao rồi. Mình hết cái đầu tao rồi. Biết chị nào hết cái tóc ngoài. Mẹ Quyên dẫn bà ngoại uống trà sữa. Mẹ Quyên bỏ nấu cơm đi, uống trà sữa nè. Đi uống trà sữa, đi Quyên uống trà sữa không con? Ủa cố uống trà sữa. Trà sữa ở đâu? Ở trên chợ, đi Quyên. Đi. Mày đừng có nghe lời dì Út mày nha mày. Ra đi bán mày á. Đi không? Nè con nó đang ngủ có 5 phút ngồi à. Nó buồn ngủ nằm ngủ có 5 phút ngồi. Nội mày, thằng cha mày, con chừng nồi cơm à, nó con chắc nữa tao không chắc nữa mày. Không chắc. Mày ơi. Chào đâu mà chào. Đẩy cũi vô con. Đẩy cũi vô. Chụm nhiều ông mày tham cái, thôi đâu chụm nữa. Ba cái tham nó khét nồi cơm con tới mẹ. Rồi lại con nồi cơm khét luôn mẹ Quyên. Uống trà sữa nha, Nguyên ngủ đây kìa, Nguyên bao. Đi ngoài này giờ uống trà sữa chưa, xịt tinh dâu. Uống soda, sữa hột gà. Giờ này uống bích si sữa hột gà lôi nào quá không? Trời ơi, coi bò dầu viên nghe, hồi ở đi thoa nha. Ăn bò dầu viên. Uống chùm nước đi. Uống chùm nữa thôi, dậy được rồi đừng chùm nữa. Nguyên lai gũ cố để uống trà sữa nè. Còn gì nữa không? Em biết đâu. Lâm ở mà xuống kêu bò anh đái hay cho uống đi. Bậy không? Trời ơi, có nước nô chứ. Một bàn còn hơn có tiệm bán cà phê nè. Vậy cứ đồ trà sữa. Ở vậy bà thấy đó. Nào cà phê, nước mía để đầy ghế bàn. Nước nó cái gì tròn, hộp tròn nữa. Tăng lực. Nó giàu lắm. Ai uống? Ai mua à? Là mua gà cho ăn thịt luôn mày. Cái gà nhỏ quá. Rồi chưa? Chín cơm mà, để chín cơm mà. Tao ăn địch chết à. Mày đi cùng đường họ cười chết cha. Đi qua ấy thịt đi. Ngoại chứ ai ngoại đi á. Đi cùng đường. Ô mẹ đi. Đè cùng đường. Trời ơi có bả ca trời ơi có bả không lưng mà đi mới được thay tàu. Mẹ tao ăn no tao được quá. Bóp ra cho nó nhỏ nhỏ. Ôi Nguyên nó dở ghê luôn. Ba người không ai làm, để Nguyên ngồi nắng thịt cho cố ăn. Đừng nắng hồng nó chạy. Ủa mẹ mày có ai bóp ra không ạ? Mới rửa tay nha cố. Mập có gì á. Anh đi em ở lại nhà. Vừa dâu em hai mẹ già. Em nuôi con thơ tay ẩm tay bọc. Đã dắt mẹ chồng đầu đổ xuống bông.
anh đi đừng lộ thẳng băng, ta anh cặp sách mặt anh nhăn như con. Trai cầm lắm mà xanh xanh, đầu tóc em muốn bắt anh đi đường, chấm 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 cái đầu mày. Thôi 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 đâu nói nữa, thôi dẹp qua bên, dẹp qua bên. Bố mẹ nhọc mày, đừng mò nhọc. Thôi bây giờ tụi bên nhà làm đi, làm tao đi tắm. Quyên nào? Quyên ơn chạy ra tiệm mua chai nước sơn, sơn móng chân Quyên. Dạ sơn chân cố. Lấy cục than á lại sơn đi. Trời lẹ, nó đi tiền mới xa quá. Lấy cục than rồi, rồi than sơn dạy. Giờ là lấy cục than sơn đâu? Sơn giò, sơn môi rồi nè. Sơn lỗ mũi rồi luôn. Sơn con mắt luôn. Trời sơn chi? Ừ. Còn hơn ông bao công mà sự ảm bích về. Con ra con mua con trai sức cho nó bông da lên nó trắng có quen. Tại mua trai tẩy trộm nước sôi cũng chưa có trắng nên đừng ở đây bông gì. Rồi cặp đũa mà hết hồn đi chứ. Trời ơi, hồi cao lớn dài lắm chứ vì giờ cái lưng nó thông lại rồi cái này. Hồi đó ngoài 1.5 ra ngoài. Thông rồi là thông rồi. Hồi đó ngoài 1.5 không? Cao lớn lắm mà không biết nhiều việc. Chỉ đâu có anh vậy. Về coi nè, giò cắn gì đâu mà tấm thẻn nè. Làm gì làm giống nít không? Vỗ tay bà cho ăn bánh. Mày ghét vô? Không vỗ bà bánh cơm cơm trên đầu. Là ghét được của ai vậy? Okay, anh ghét vô cũng như vậy. Không vô. Thôi ba, cà ngon ha, cà ngon mà. Trời ơi, vừa luôn. Giác nặng thấy mình nói. Giác em nặng. Cái giò nó nhẹ luôn, giác nó nặng đi cho giác nó đẻ chết bà nội. Mẹ Quyên ngủ rồi. Trời đất ơi. Rồi cho Ngao bà cái tắm. Con mẹ lục xì ra tao. Quyên mà đi cho mày tắm không? Ờ không có đem đồ thôi đừng cắn nha con, để bà cắn. Mình về tao thay quần áo để đi chợ đi xuống cái kia tắm không đi. Đây con bà tắm. Đi. Chị mà đi tắm. Đi, giờ con bà đi đi rồi tới chỗ tắm rồi tính tiếp đi. Con bà đi. Tôi ở trường rồi nên đông lá ung sùm mà tao cười chết chứ trời ơi. Thôi thôi, tao chưa có đi. Đừng có đi nha, không quay ngoài đó. Ừ, tao không có đi đâu, trời ơi, mình quay. Chúng cười à. Đây, con bà đi. Quay thì tao nói chắc. Tao làm bài một bài thơ đi rồi, trước khi đi tắm, làm bài một bài thơ. Dường dâu em hái mẹ già em nuôi. Mẹ già nuôi túi cây cho trai mẹ rụng con thịt mồ côi. Mồ côi tội lắm ai ơi. Đói cơm lỡ bước biết người nào lo. Chị hủy mũi ra chạy. Lu mẹ mày với tao bên địch sao mày hủy mũi mày hủy mũi ra. Đi tắm bài. Áo anh da dày. Có tắm vậy nước cạn. Ừ, tắm nước. Nước cạn quy nó cạn cạn không? Nước cạn. Cô ra cô coi đi. Nước cạn qua tắm nhà đi. À, tôi tắm đâu, tôi tắm ở cạn, tôi cạn à xong gì chứ. Tôi có một cái đồ hết trơn à. Ủa. Ông tắm ba lòng tắm nó buồn lắm. Không có nó không có ai nói rỉa dai vậy con tôi. Lòng tâm nó buồn ngoại làm gì buồn. Anh nói chuyện với cá cười chết mà nội. Áo giặt dài. Giờ ai không biết áo dài hoàng chỉ biết vợ tôi. Không mà cứ ngồi. Nên cá thì kìm lại.
ngồi bụng nó kì lên nó ở trong bàn tay hai ba con ba bốn con cháu luôn á đợi cái cười chết rồi đâu sao bắt về ăn mà chứ bỏ ăn không được đâu mẹ mày chụp lậu à mới bụng lớn hay chưa vô chết bà rồi thôi hết kìa tắm trên nhà rồi nước cạn tắm gì con hả à. Đi về 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 mình tắm trên nhà đi đây. Nước rồi rồng sạc dạ 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 hồi ba bốn giờ tắm có nước đây. Đây là bà đi tắm nhưng mà nó cạn bà không tắm được bà đi về xe 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 trời ơi con có nước tắm chết mẹ rồi buồn ơi là mẹ buồn tình tôi ra cần câu câu ba con cá nấu bột à, không có miếng nước đâu mày nấu bột con ơi học lấy thầy cha cái lưu mẹ ra một đêm ăn trộm bằng 3 năm làm không có miếng nước không còn miếng nước nào cho thật ra lưu mẹ này không còn miếng nước nào đây thịt nướng trầu thịt nướng là của mẹ Quyên đem xuống là đánh đánh dỗ không còn trời nó ngon gì hả đây còn mẹ gì rồi ngoài quẹt đây ồ giống thư ký tạm giám đốc giống mà tiền két quá tiền két mày thấy không mày thấy rõ không mày thấy rõ không à, thấy con nương ngoài vậy ăn hả mà là kiến cận đó là kiến kiến cận hả à anh đâu có thấy cái máy kia phải không học trực tiếp cái máy kia phải không rồi mày thấy không trời, trời, mày đeo đeo rõ không không được không được đeo không được đeo không được. Được không được thì bà kéo lên cái vậy nè đó bà còn sao kéo lên lại cho nó mắt nó bình lại cái bắt đầu hạ xuống không, không được nữa thì kéo lên để đây không tụi bay có trả trời ạ coi tôi tao không coi đâu thì coi ba mấy muốn chụp cái đầu ngoài bánh đó hay á rồi táp nó không kịp mấy cha mà táp còn hơn bò ăn cỏ nữa rồi chữ xong Nguyên giờ hết ăn rồi ăn đi ăn ăn cơm ăn nước cơm nước sáng tới bây giờ không có cái gì trong bụng hết trơn á ăn hồi túi một hồi trưa một túi rồi đó. Kêu ăn là hậu ăn kêu ăn gì không ăn rồi sao một túi gì cho dạ. Rồi uống nước vô đâu đâu làm sao mà đói ăn được rồi giờ ăn tiếp nữa tới giờ cơm mà ăn tiếp nữa ăn bà nội mày bà cha mày rồi ơi mày coi cái bài riêng mày xương với da không à không có miếng thịt miếng mỡ gì trơn trời á ba mấy 40 tuổi vậy còn mua oxy gì ăn oxy gì bánh á trời ơi thiệt tình chứ ơi tiền bạc như ăn dư để quá mạng ngoài chữ nhỏ này nè mua nè dẫn bé Quyên đi mua mà mình chút nữa chiều nay ăn cơm mày không ăn cơm mày biết tao tao quánh mày con mình đứt đít mày tao đâm quý ớt tao sát đít mày trời ơi ơi quánh chạy máu cái giờ được lấy quý ớt sát ai rồi cho bán rau chạy biết chưa đâm quý ớt á nghe chưa mai mốt miễn tới giờ cơm là mua oxy vàng nghe chưa kêu oxy vậy đó mua bánh đó ngoại bánh nãy á bánh đó đó chụp con chửi liền ăn đủ thứ hết trơn trời bánh đó không có gì mà qua cơm hết trơn không có gì qua cơm hết trơn à, không có cơm trong bụng á chết á rồi nó trời ơi học ngọc của trời mà bánh đó thiệt rồi bà nói vậy rồi mà ăn cái cài đi ăn gì nó ăn cái cài tới cái mũ kìa cái lượt kìa dạ không lượt mũ nổi mẹ con đứng dậy trục trục quấn mà chạy mày chạy giận giận chứ mũ á mẹ ăn thì mày chết á trục quấn tao gây mẹ mày nữa thấy chưa nhả cái cài á con nãy giờ con có làm gì
cài lên đi. Mà buồn mà mày thấy không ít mà nói mà mày nhai ghét thử hết cái cài đó đi. Cài quá à? Ai biết nữa. Cái ai con? Gái mẹ nó à. Cưng đó rồi cho nó. Muốn ăn gì là ăn à. Cái bà nhỏ ăn cái cài vậy đó mà không để nhỏ ăn á. Có nó không biết ông nên không biết. Có ông rồm ở trên đó nè. Giống ngoại. Giống cô. Tụi nó giống tụi gì đó kìa. Nay nó đang thui rồi chứ. Mỗi lần đâu có đang nay sao nó đang thui à. Giống cô. Một nội mày giống thằng cha mày đang thui cho chết à. Xin lỗi ơi, chị trả lời tôi vậy á chị. Rồi rồi cái bà nội ơi, nó ừ hử với tôi vậy á. Đập tổng tổng hoài mấy cha. Mà cái bừng có đụng chưa? Cháu ai? Cháu à mà bệnh à. Ừ rồi sao? À. Phải dậy tao lên mới đúng chứ. Ừ. Mà đi thi, đi thi á. Tao mày đứng hàng đất à. Sao? Địch đua. Quen. Quen. À, ngang, ngang. Dám dám khảo nó đó. Đó thi gì? Nó ngang ngang ghi vậy rồi. Đầu đầu. Đầu gì? Đầu chữ hết trơn á. Đầu gì? Đầu sổ. Đầu sổ. Ừ. À, đó gì vậy? Tem á, chơi chơi. Rồi. Đã nướng đầu trưa mà sao rồi? Đang rồi thịt chín. Rồi chưa là bắt một con lên cho nó. Cho nó nóng cho nó chín cho chờ con thùng thùng ăn chết á. Ngoài chửi Nguyên sao giờ nó không ăn luôn rồi kìa. Ăn đi, ăn con giả mà trường tét miệng mày coi tao. Nó nằm luôn ở đâu chứ mà. Phải hồi trưa giờ mày không ăn ha. Con gì kỳ cục thật. Cơm nước tới rồi đi mua ăn. Đó. Rồi uống nước. Đó. Rồi có đói đâu ăn. Đó. Vậy mà chửi được. Vậy mà nhịn được á Quyên? Không nhịn, quánh cái cha nó chứ không nhịn được. Cha nó tôi cũng quánh thôi. Ông rầy dạy con. Ừ. Chị kia kìa. Chị lo đi ra bà thế giới chị không? Không lo phải không? Ừ. Nhiều quá, ăn chó trôi hết cho rồi. Ừ, cà phê, cà pháo, nước mía, nước chưa? Chị đủ thứ nước hết trơn. Mua một đống cho tôi nước gì vậy lên hộp 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 một đống cà. Mẹ ăn nhanh nha tôi chạy cái lũ mẹ mày mày tạm luôn mày quá chưa tôi cố chửi con tao không biết à. Ở nhà nhà tao không ăn sao được. Lẹ thì để ta ăn hết. Chị vậy anh bắt đáp nước rồi cha ơi. Còn hơn bò ăn cỏ nữa. Thôi không có nữa ông. Cưu đồng. Đánh mức cưu đồng. Giờ Nguyên không cho nó ăn, giờ ngon rồi. Ăn đi tôi quýnh cái cha nó coi tôi. Để ăn cơm được. Để cho mày ăn. Ba ăn có miếng hả? Tao thấy tôi bị ăn tôi thèm, ba ăn có miếng. Ôi không có được, trà đâu ăn được, trà không biết. Trời ăn thử coi thử ngon thế nào, bữa nay ăn quá ha. Nó chua mà chua cay. Này bánh chua cay mà. Bánh chua cay, chua mà chua cay. Cái này, bánh này ăn uống bia. Bánh này uống bia chứ phải uống cà phê. Vậy uống cà phê, uống bia, uống bình chai bia. Lấy chai bia qua qua muôn kết bia cho cụ ngoại có cố ơi Quyên. Đang mê đi nè. Rửa rửa tắm tao hả? Ừ. Mà đen quá tắm cho trắng lại. Tôi đã cười tôi cả đất rồi. Cơm nên được ăn dâm dầu. Rồi thịt chín rồi đem ra. Cơm. Bắt nồi cơm lên cho có than cho nó nóng rồi cho nó chín ha. Mở lên sồn sồn chín nó ngộ tao. Tôm hùm trời ăn tôm hùm không ha. Tôm hùm nướng. À, siêu sao sân cỏ là gì gì trình độ 12 đó. Hồi trưa nó ăn ba cái bánh này rồi ăn gì rồi uống ba cái nước cái ra đau bụng
rồi là bụng mình đậy không ra chửi à, rồi dạ rồi giờ rồi đi ăn nữa à, rồi không chửi ra được. Có con gái mẹ nó cưng quá mà không không la rầy nha đó, chửi luôn chửi luôn chửi vậy mà nhìn được à, ngồi chán thuốc à. Mày thi tới lớp 12 tao cũng chửi nữa. Mày học tới lớp 12 mà mày trang tao cũng chửi nữa. À, tao mà biết bắt cỡ với bạn mày. Rồi cái bà già đó bà khùng quá, bà chửi tôi quá. À, trả lời với bạn mày vậy á. Chứ có ngu không có. Chứ nhớ tôi thương nó biết bao nhiêu. Trời ơi cái thằng đó các con nó ngu hơn có nữa. Mẹ đây. Mày nói có vậy à? Xin lỗi cô nha cô. Coi vậy chịu đời rồi không? Ủa, chửi người ta đã xong giờ ôm hung. Sạch rồi sạch. Hả? Chửi đã xong giờ ôm hung. Cái giày dạy con, ngày lớn rồi. Học hành có bè bạn với nhau. Bè bạn ăn con. Bạn nào tốt như mình vậy thì mày chơi. Còn coi người không tốt không chơi. Ừ, không chơi vậy chứ đừng có đừng nói qua nó lợi gì ai. Ít do nghe lời thầy cô dạy ít nghe nha. Rồi về nhà cha mẹ dạy nữa. Không cha áo mẹ không thầy, không thầy dạy dỗ đố mày làm nên con phải không? Mẹ con có dạy con được chứ nào đâu, có dạy cái khùng không à. Thương phải sức đi thương. Thương chút mới dậy mới nói cái thiệt. Mới la nó chứ. Ôi, mấy không chơi đâu, không nói đâu. Hỏi với trước mặt tao, tao cũng không nói nó thiệt. Không chơi, không đầu phục nhà giàu. Đói không ai cho ăn, lột cho chuối, cho khoai ăn chứ không đầu phục ai. Giờ 8 mấy tuổi rồi. Dân ở đợi. Đâu cài ngựa cởi ra con. Phải không? Con đừng giận ngoại nha con. Đừng giận ngoại nha con. À, nhớ đừng giận ngoại nha. Bà chửi qua. Bà chửi qua cha chửi. Ông già đó nó không nó nghe tụi nổi 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 nó không nó nghe. Rồi nói dạ con đi vận hộ con không có uống rượu. Đừng để cho chúng bạn ta cười à, mình cũng người như người ta à, mình sao mà thua xuống như người ta à, vợ chồng cứ cắn rắn rầy rà hoài à, đâu có vui vẻ gì à, mà ăn gì nó được. Nó nói là ngày nào thằng chồng nó cũng đi giàu quá chân á, nó láo ghê không. Bố ngày nào đi nhậu không Quyên? Có không nói cho Út nghe. Có không? Có. Nó nhậu gì mà nó nhậu chơi trời ơi, cái bà nội ơi. Ê, nó ông già mày cứ rụng cái răng phải không? Mày cứ rụng cái răng hai cái hầm cho mày cái gì, phải không? Có không? Đâu có. Ủa sao tao thấy anh là có trống chỗ mà. Nó cười nó tao thấy có trống mà. Ngu á. Dạ ngu. À, nội tao cũng tao tự nó rụng răng sâu ăn rồi rụng rồi à, chị đi ta bà thế giới hoài vậy cả xem kiểu xem qua à, mẹ điện kêu vậy có chồng trời mừng thấy mẹ luôn à, trai không tìm vợ chợ đông, gái không tìm chồng giữa đám ba quân à, chồng không thì vợ được đi dài, vợ không chồng sẽ có ngày làm quan. Mà con quỷ cái này nó con cái gì nó lo nó ta bà thế giới nó đồng bằng để sống nó ăn mẹ. Vậy chém nước tương ai đó dạ ai đó chi trời ơi trời ơi đẹp ghê không á trời ơi ôi trời ơi cái luôn mẹ. Rồi cái ghế 100 mấy ngàn đó. Đây cái nhà thịt chúng ta đã bị chứ nướng xong rồi. Wow.
À, nem gì rồi, nem nướng đây nha. Rào để cho giờ chuẩn bị ăn cơm với ngoại. Ngon quá. Bên đây là cái tô nước tương. Ngoại ơi, cơm chín rồi, xuống ăn. Xuống đâu ăn? Nên xuống đây, xuống dưới ổng. À, xuống dưới ổng phụ hả? Bày xuống dưới ổng. Người nói giọng. Rồi giọng cơ. Cơm chín rồi. Bà lên ăn cơm. Đứng dậy ăn cơm. Xuống giọng. Xuống giọng là xuống làm sao? Thật á. Ngon quá anh. Có ba cái con hành vô thơm ngon. Không có ba cái này. Có chua. Tức quá không? Nguyên không? Nguyên đâu rồi? Nguyên ngồi đây. Ngồi đế nè con. Ngồi đế á. Ngồi đế hả? Vậy để cái mẹ đó đâu. Để xúc được. Từ từ. Dọn cái ổ mới được. Ổ chuột à, ổ chuột của mẹ con Duyên à. Ăn gì đâu mà cơm đi, mình ăn gì, mình ăn gì, trời ơi cơ. Ăn cục thịt là tránh cơm chưa hết nên. Rồi sao? Chà, ngon dữ hen. Đi bự cho ăn chén bự. Lấy cái bự ra đây nè. Chén nó rồi, cho Út mày ăn. Chị ăn thao. Lấy cái khăn lau, trọng cái lau con. Không làm bằng gì mà sáng tao một ăn tàu bây giờ. Có mấy gì chọc đâu. Chưa có cơm. Mày lấy cái chén cái to cái tổng nhỏ ăn thì vừa. Quất đi, hỏi cơm nước. Ăn thịt luôn đi con. Ăn à, ăn cơm mà ông mẹ bà mày không ăn cơm tao tưởng mà tàu người bên trong hết. Để góc bên kia đúng rồi, để góc bên kia. Rồi để bên kia làm sao rồi ngon. Con mày hai này thì cũng chơi vậy mà nó chơi được hay thì chứ. Hai thằng ôn bà cũng lộn nhầm mở trời trời đất trời chứ. Ủa cái ra đá hay tao đâu? Hả? Lấy cái muỗng ấy. Ăn được không con? Cái mấy con ngoài đâu? Hai cái muỗng chú cơm bắt mẹ cho lấy một cái. Không con làm chó, mèo chó tha đi rồi. Tha bắt cái chân, tha đi bắt cái chân. Đây con đưa tao ngoài đâu rồi? Ừ, cái thao ngoài đâu? Cái thao ngoài đâu? Cái thao đưa được cái muỗng. Chú đã trà được chút nhiều ăn không hết à. Ủa cá biển ngoài đâu? Quên cá chiên nữa, trời ơi quên cá chiên. Ơi chết sống dùng phải có món thịt bò của ngoại chứ. Ai bỏ này vô đây hả? Trời ơi. Ủa, ăn tối nữa đó. Sớm được ăn quá trời ăn rồi đó. Được không mẹ Quyên? Con này con khác rồi chứ. Đúng được rồi. Mày làm cái gì vậy? Tao ối đừng nói sao nghe. Bà ngoại phải chửi. Không. Lấy cái đây vô cái dĩa đó vô đây vô cái dĩa vô cái dĩa vô cái dĩa đó ra. Dĩa của Nguyên cơm. Còn. Rồi mình ăn vậy luôn đi. Con bộ mày không ăn té không ăn mày ăn dĩa mày. Để chặt đất cho để chặt đất dạ. Con bầu mà ăn dĩa đã của con mày gặp hắn. Ừ bỏ qua đây anh đẹp cái này đây cái vô cái đặt gọn đây cái đặt đi thì mấy này nói chung nhà nè cho ngoại con rồi đó con không đi chị ơi cá biển mày làm thịt ra ra đó rồi không hết nữa là cá biển mặn thấy bạn cơm nó khác nguyên một lớp dưới luôn rồi đó con để cho hai chị em nó ăn đi khác tao ăn được. Chắc nhạt luôn. Trời ơi, kênh xúc tâm nhiều quá vậy. Như đó mày dịu gì? Nó không để đường chanh ớt gì trơn trời nó thực trường không. Nè, Trang ơi. Mặn chạc ơi, cha của cha cái trời ơi, đang mặn thấy mùi nồi rồi. Thế rồi, thế rồi. Ngon phun rồi. Cô bé ăn canh không có thương mất tâm gì ạ? Được rồi. Được rồi. Đào tắm là khô hết rồi. Xong rồi đó. Cái gục trái đưa nè. Trời ơi mừng quá. Mừng lắm. Ăn anh cho hết rồi. Mẹ bà cho ăn cơm vô ăn thịt nhiều đó hết rồi. Đừng. Đây anh xác thử cho. Trời ơi thịt nhiều khác gì mẹ? Trời ơi, nhai cho nè. Mẹ phải ra thịt xương ra mình chặt. Thịt băm mà hả? Sai mà. Làm xong rồi hả? Ăn thịt đi.
Ăn đi, hỏi em đưa cho em tới cái tô kia nữa. Ủa đâu rồi? Ốc là không ăn cho mập rồi. Ăn xong rồi. Đã được bái ra ăn rồi rồi. Ăn gì mau chứ già. Bọn ai coi xem rồi. Rồi là tôi ăn mới có hai miếng ra rồi bữa cơm rồi. Ngoài hỏi con xong trả lời. Ăn kiểu tây bằng nhà bán nhà ngoại hả? Ngoài hỏi con hỏi ai? Đúng rồi, con hỏi ai? Con công của ngoại á. Trời, ăn gì thì có miếng cơm, trời vậy ăn đi. Ngủ gục quên. Trời ơi. Cà phê chưa? Ngủ cà phê vậy? Có ngủ, ngủ rồi. Coi sao mà giờ phê ngủ luôn hả? Hai mắt nhắm hết lại chưa ngoại? Tao nghe tụi bị em ru nữa rồi tao một rồi em ru tao ngủ không? Trời ơi. Nạt dai à? Ồ. Nạt dai còn cu hả? Nạt đỏ còn bờ tre. Ăn cơm no thì mình. Coi hài nữa đừng nói ăn rồi. Coi hài. Quay bao công tự ăn quất năng đi chạy quên đợi nãy bao công tự ăn quất què rồi lấy thôi rồi ngáp hoài hả ngáp hoài mày cái chị ơi chị nói ơi chị ăn cơm buông miệng vô chị chạy đi về chị rửa chát đi ra giờ đi về công chuyện mà tới giờ còn ở đây con không trả gì vậy bà nội là tao đi công chuyện trời đất mà tới giờ giờ có mẹ con dưng ngủ ngôi lần không chồng chí ký một cái trời là ta đang cái hello hello cái lưu cha nè mệt quá chào cái nhà rồi 4-5 ngày nay tao có đi chợ đi búa gì có đi chợ bữa hôm qua em đi đánh dỗ đó đánh dỗ gì đừng mua đồ chứ đâu có đi chợ đâu dạ đúng rồi em đi chợ đi búa họ nhặt ở dưới sẽ trận luôn hả tao nói thì tao đâu có trắng trắng đâu hả? Rồi vậy đi mấy ngày không về ha đừng có đi đâu chứ vậy đi đâu xứ nào chứ vậy à? Đi xứ nào chứ vậy à? Đi xứ mô đi mấy ngày có mấy về mấy ngày đừng có điện thoại nha tôi có lấy con cu ra tao điện thoại cho tao mượn mượn quyên không nó có điện đâu kêu mấy lần không điện phải không chỉ đi đâu chứ đi điện bà chỉ đi nó nói vậy á biểu điện ở đây điện chỉ đâu chứ đi biết đâu mình điện chị để mấy móc mua cho bạn cái điện thoại để đây nha. Trời đất ơi. Cầm điện thoại lên, đi cho. Alo, quý hả? Tăng 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 tăng. Chia sẻ rồi đây bạn. Chia sẻ rồi đây bạn, để bạn trả lời. Đây bạn, đây bạn. Có kẹt, có kẹt. Rồi vậy con đi mấy bữa về nha. Rồi. Cái tuần lễ. Em cứ mừng nào, đi hai chị em đi với cô. Đi chung hai chị em đi chiếc xe hả? Đi 20 mấy người rồi. Thôi mày bao dây giặt cái nào ở đâu mà bao dây chỉ thiệt về đây dây chạy dây sửa sạn đi đi hai chị em về đây trời đã coi bịch tối bịch những bịch màu ban đêm bịch khẩu trang nó không biết bịch chi tao chơi không được cà chè tao không biết cái chuyện rồi mấy ba cái nhà hàng cái nhà giờ là lý sao chào nha chào cô cậu tôi thầy nha